trọng sinh, thiên tai, hậu kỳ zombie, không gian, trữ vật tư, dị năng, có chính phú, năm tuổi con nít, sủng vật, chấm điểm rất thấp bởi vì là sách mới, hy vọng mọi người tới đề xuất ý kiến, tận thế giáng lâm, bão, cực hàn, mưa to, cực nóng, zombie virus, động đất, vĩnh đêm nối gót tới, thiên hạ loạn thế phân tranh. Phạm tuế tuế sống tạm 3 năm, lại bị người tin tưởng nhất giết chết, chết trong tang thi triều. Trọng sinh trở lại thiên tai trước hai tháng, Nàng kích hoạt không gian điên cuồng làm tiền trữ vật tư, nhận rõ người bên cạnh, tay xé cặn bã nam tiện nữ. Đồng thời, nàng cũng muốn bù đắp kiếp trước bị chính mình hiểu lầm nhưng một mực yên lặng bảo vệ nam nhân của mình. Sống lại một đời, nàng không muốn dẫm vào vết xe đổ nữa. Khi tận thế đến, trữ đầy một không gian vật tư, cùng cha đứa nhỏ mang theo con nít cùng cậu tử ở tận thế cầu sinh, thuận gió vượt sóng. Di chú. Không gian ngón tay vàng nghịch thiên nhìn thấy phản hồi, nói đem nữ chính kiếp trước viết có chút ngu xuẩn, cho nên cho có chán ghét ngu xuẩn chứng bằng hữu tránh một chút lôi, nhưng là đời này nữ chính tuyệt đối chỉ số thông minh online. Chương 1 Ta sẽ một mực bảo hộ ngươi Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 2 Trùng sinh Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 3 Hoác gia năm Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 4 Kiếm tiền Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 5 Thứ hai cái không gian Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 6 điên cuồng độn độn độn, một. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 7 Điên cuồng độn độn độn, hai. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 8 300 ức tới sổ, nước ngoài ông hàng. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 9 tận thế sớm. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 10 Sớm thức tỉnh dị năng. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét.